hàng triệu loài động vật trên khắp hành tinh, đại đa số chúng đều có hai mắt. Một số loài không có mắt, họ hàng nhà nhện thì thường có 8 hoặc 12 mắt. Loài chuồn chuồn thì có tới 30.000 mắt nhỏ ghép lại thành mắt lớn. Riêng những sinh vật có 1 hoặc 3 mắt thì bạn chỉ có thể tìm thấy chúng trong chuyện thần thoại hoặc phim ảnh, chứ không có ngoài tự nhiên. Tại sao lại thế? Để biết vì sao không loài vật nào có một mắt, chúng ta hãy tìm hiểu phương pháp mà các nhà thiên văn học đo đạc khoảng cách đến những ngôi sao trong vũ trụ. Ví dụ như ngôi sao này, Sirius. Nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Khoảng cách từ Sirius đến trái đất là 8,6 năm ánh sáng. Tức là nếu chúng ta di chuyển với vận tốc ánh sáng thì phải mất tới 8,6 năm mới đến được ngôi sao này. Để các bạn hình dung được khoảng cách này lớn ra sao thì chúng ta có thể làm một phép so sánh như sau. Chu vi trái đất là 40.000 km. Trong một giây, ánh sáng có thể di chuyển được 7 vòng rưỡi xung quanh hành tinh. Còn khoảng cách từ mặt trời đến trái đất của chúng ta là 150 triệu km. Ánh sáng từ mặt trời đến trái đất chỉ mất hơn 8 phút. Nếu coi khoảng cách từ mặt trời đến trái đất là 1 cm, thì khoảng cách từ Sirius đến trái đất sẽ là 5,6 km. Tuy nhiên, khoảng cách này chẳng thấm vào đâu nếu so với quy mô vũ trụ. Mặt trời của chúng ta chỉ là một trong số vài trăm tỷ ngôi sao của thiên hà Milky Way, hay còn gọi là giải ngân hà. Nó có hình dạng một chiếc đĩa xoắn ốc với đường kính 100.000 năm ánh sáng. Thiên hà cỡ lớn gần Milky Way nhất là Andromeda, hay còn gọi là thiên hà tiên nữ. Nó cách chúng ta 2,4 triệu năm ánh sáng. Trong khi đó, thiên hà xa nhất từng được quan sát có tên hiệu là GNZ-11. Khoảng cách từ nó đến trái đất là 13,39 tỷ năm ánh sáng. Còn vũ trụ quan sát được thì có kích thước vào khoảng 96 tỷ năm ánh sáng. So sánh như vậy để các bạn biết rằng Sirius ở rất gần chúng ta. Nó đứng thứ 7 trong danh sách những ngôi sao gần nhất. Nhưng bằng cách nào mà người ta tính toán được khoảng cách đến Sirius? Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ. Các nhà thiên văn học quan sát ngôi sao vào tháng 3, rồi đến tháng 9 khi trái đất di chuyển sang phía đối diện trên quỹ đạo quay quanh mặt trời, họ lại quan sát ngôi sao một lần nữa. Do vị trí quan sát thay đổi nên góc nhìn về phía ngôi sao cũng khác đi. Họ sẽ tính toán được sự thay đổi góc này. Người ta gọi nó là thị sai. Khi đó ta có một tam giác cân như trong hình với góc alpha đã biết. Từ đó ta dễ dàng tính được góc beta. Đồng thời ta cũng đã biết cạnh AB của tam giác, chính là hai lần khoảng cách từ mặt trời đến trái đất. Hãy nhớ rằng khoảng cách từ mặt trời đến trái đất là 150 triệu km. Tức là cạnh AB có độ dài khoảng 300 triệu km. Bằng cách sử dụng hàm số sin trong tam giác, ta sẽ dễ dàng tính được cạnh SA, chính là khoảng cách từ trái đất đến ngôi sao. Như vậy, ta cần hai điểm quan sát khác nhau để đo lường khoảng cách đến một vật nào đó. Đối với các sinh vật, hai điểm quan sát này chính là đôi mắt. Khi đứng trước một đóa hoa, bộ não của bạn sẽ tự động tính toán sự chênh lệch góc nhìn giữa mắt phải và mắt trái, rồi từ đó ước lượng khoảng cách đến đóa hoa. Bạn không thể làm việc này nếu chỉ có một mắt. Hãy thử che một mắt lại rồi chạy quanh nhà mà xem. Khả năng cao là bạn sẽ va vào các đồ vật vì không thể ước lượng được khoảng cách đến chúng. Nói đến đây chắc các bạn đã biết lý do vì sao những loài săn mồi hoặc có chế độ ăn đặc biệt thường có hai mắt nằm ở phía trước của khuôn mặt. Ví dụ như sư tử, đại bàng hoặc con người. Trong khi đó, những loài bị săn hoặc có nguồn thức ăn dễ kiếm thì lại có hai mắt cách xa nhau nằm về hai phía đối diện. Ví dụ như thỏ, hươu hay ngựa vằn. Mỗi mắt đều có một vùng nhìn thấy riêng của nó. Phần giao giữa hai vùng chính là khoảng không gian mà sinh vật có thể xác định được khoảng cách. Vì khi một đối tượng ở trong vùng đó thì nó sẽ được nhìn thấy bằng cả hai mắt. Với loài săn mồi như sư tử thì việc xác định được khoảng cách đến con mồi rất quan trọng. Nếu lao tới bữa trưa từ quá xa thì bữa trưa sẽ bỏ chạy kịp. Còn nếu tiếp cận quá gần thì dễ bị phát hiện. Vì thế sư tử phải tiến hóa để hai mắt cùng hướng về một phía. Điều này giúp cho vùng nhìn thấy của hai mắt có phần giao nhau rộng hơn, đồng nghĩa với việc chúng dễ dàng ước lượng được khoảng cách đến nhiều con mồi tiềm năng hơn. Con người không phải loài săn mồi theo kiểu của sư tử. Tuy nhiên chúng ta có một chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Mặc dù có thể ăn được nhiều thứ, nhưng các loại thực phẩm mà con người tiêu thụ thường không phổ biến trong tự nhiên. Đầu tiên chúng ta thường xuyên phải lang thang tìm kiếm cái ăn. Để có thể làm tốt việc này thì khả năng xác định khoảng cách là rất quan trọng. Nếu chúng ta ăn lá cây, thứ vốn dĩ rất sẵn có và không cần phải tìm kiếm, thì có lẽ trông chúng ta sẽ thế này. Với các họ hàng gần của chúng ta là loài khỉ,
Chúng ăn lá cây, vốn là thứ rất sẵn có trong tự nhiên. Tuy nhiên, đời sống thường xuyên leo trèo cũng đòi hỏi chúng phải xác định chính xác được khoảng cách tới các cành cây. Đó là lý do mà cả mắt của chúng cũng có khoảng cách rất gần nhau và đều hướng về phía trước. Với thỏ thì ngược lại, chúng ăn cỏ và lá cây. Chẳng có thứ gì sẵn có hơn thế. Miếng ăn lúc nào cũng tận mồm thì cần gì đến khả năng xác định khoảng cách cơ chứ. Ngoài ra, chúng còn là bữa trưa của rất nhiều kẻ săn mồi, cho nên chúng tiến hóa theo hướng hai mắt nằm cách xa nhau về hai phía đối diện. Nhờ đó, chúng nhìn được toàn bộ 360 độ xung quanh. Điều này giúp chúng dễ dàng phát hiện ra kẻ săn mồi từ tất cả các hướng. Loài thỏ đã hy sinh khả năng xác định khoảng cách để đổi lấy góc nhìn siêu rộng. May mắn cho chúng là lũ sói không biết về điều này. Bởi nếu biết, sói chỉ cần đuổi đủ lâu để thỏ tự đâm sầm vào một gốc cây nào đó và lăn quay ra chết. Vì thỏ không xác định được khoảng cách mà. Chúng rất dễ đâm vào các chướng ngại vật, cũng giống như khi bạn bịt một mắt và chạy quanh nhà vậy. Nhược điểm của phương pháp xác định khoảng cách này là khi vật thể ở quá xa thì sự chênh lệch góc nhìn nhỏ đến mức không thể tính toán. Ví dụ như những đám mây trên trời chẳng hạn. Bạn không thể dùng mắt thường để ước lượng khoảng cách đến chúng. Còn trong thiên văn học, với những thiên thể xa hơn 3.000 năm ánh sáng, người ta cần một phương pháp khác để đo lường khoảng cách. Ví dụ như hai đám mây Magellan, chúng là hai thiên hà lùn quay quanh thiên hà Milky Way của chúng ta ở khoảng cách lần lượt là 163.000 và 206.000 năm ánh sáng. Ham học sẽ có một video khác về chủ đề đó. Còn trong giới hạn của video này, chúng ta biết rằng các sinh vật sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu chỉ có một mắt. Đó là lý do chúng không tồn tại trong tự nhiên. Vậy còn ba mắt thì sao? Chắc chắn là sẽ tốt hơn hai mắt, nhưng tại sao không có sinh vật nào như vậy? Bởi vì chỉ cần hai mắt là đã đủ để đo lường khoảng cách rồi. Còn mắt thứ ba nếu có tồn tại thì cũng không mang đến nhiều lợi ích. Quá trình tiến hóa sẽ tự động đào thải những bộ phận có ít tác dụng để tập trung nguồn lực phát triển những bộ phận quan trọng hơn. Ta có thể hình dung giống như một công ty, nếu cứ lãng phí nguồn lực vào những khoản đầu tư không hiệu quả thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thị trường đào thải. Vì thế, những sinh vật ba mắt nếu có thật thì cũng sẽ sớm bị loại bỏ khỏi cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt do lãng phí nguồn lực vào một bộ phận ít tác dụng. Bạn chỉ có thể tìm thấy những sinh vật có một mắt hoặc ba mắt trong phim ảnh hoặc truyện thần thoại chứ không có trong tự nhiên. Đó là tất cả của ngày hôm nay. Trong video tiếp theo, Ham Học sẽ nói về những phương pháp mà các nhà thiên văn học dùng để đo lường khoảng cách trong vũ trụ. Từ những hành tinh ngay trong hệ mặt trời chỉ cách chúng ta vài giờ ánh sáng, đến những thiên hà cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Các bạn nhớ ủng hộ Ham Học bằng cách bấm like, comment và đăng ký kênh. Đồng thời chia sẻ video đến thật nhiều người nhé.